Xin chào tất cả mọi người, quay trở lại kênh Kỷ Niệm Vô Giá. Chúc ngày mới thật nhiều sức khỏe, luôn thành công nha. Hôm nay theo yêu cầu của bạn mình đã làm, đi tìm món này. Bánh bông lan nhân mứt đào nha. Đây, đào cắt miếng. Tình cờ đi mua lại được khuyến mãi thêm 2 hộp sữa nữa. Đó, 2 hộp sữa cho trẻ nhỏ. Cái này giúp cung cấp trí nhớ đỉnh cao này. Đó. Một hộp của nó là 300g. 12 gói, mỗi gói 25g nha. Đây là ngày sản xuất và hạn sử dụng nha. Giá là 58.000. Đó. Thành phần này có đường này, trứng này, bột mì, mứt đào, nồi đường, đào, chất ổn định, hương liệu tự nhiên này, chất điều chỉnh độ axit này, chất bảo quản, chất tạo màu, chất béo, chất làm ẩm đó, cồn thực phẩm, mạch nha này, bột phô mai, chanh dây, chất tạo xốp, bột sữa, muối ốt nha, đó rất là nhiều loại, hạn sử dụng là được 10 tháng đấy. Đó, sẽ bóc ra nha. Đây, họ đề chữ mở đây này. Đó. Giờ mở rất là tiện lợi nha. Dứa 2 hộp nữa. Cái này mình mua ở siêu thị nha, nên là được khuyến mãi luôn. Lâu đi săn mấy này được khuyến mãi nữa. Đây. Hai màu, một cái màu vàng, một cái màu hồng, vàng với hồng. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ở cái này có 4 cái, còn đây cũng là màu hồng nha. Để bóc một lần hai cái ra thử xem có gì khác nhau, xem họ làm hai màu nha. Đó. Bóc cái là thật này. Này cũng là thật. Bóc ra nha. Đây, màu hồng. Wow, nhìn giống hamburger quá. Hamburger thơm lắm nha. Mở thơm phức đào à. Đây luôn. Đó, thấy giống nhau nha. Ngoại hình thấy giống nhau á. Thơm phức như nhau à. Đó. Sở này ráp. Mọi người ăn thử đó nha. Ăn cái này chưa đi. Cái hồng nhiều chưa đi. Wow. Cái lớp vỏ ngoài á, là họ làm sần sùi. Cái sần sùi này như là cái lớp của mịn của cái đào á. Đó. Cái nhân cực kỳ ngon nha. Đây có mứt này, đây là nhân kem như này. Cái vỏ ăn cực kỳ thơm, cái vỏ là nước ép đào ra. Đây. Đây là nhân mứt này. Có tất cả này là mứt. Này kem. Đào họ xay họ trộn làm cái như bánh này. Ăn cực kỳ ngon luôn nha. Thử. Ăn thử bên đây coi. Xem nó giống nhau không. Wow. Nhìn là nhìn đập mắt vô là giống nhau nha. À. Giống nhau nha. Mình ăn thử nha. Y hệt nhau. Chỉ làm khác màu nó đẹp thôi. Cái này á ăn cực kỳ ngon nha. Cái vỏ ngoài ấy, họ làm từ đào á. Và họ bảo là có đào cắt miếng mình chưa thấy đâu nha. Cái này làm gì phải miếng đào đó. Mà họ bảo có đào cắt miếng. Là không có nha. Mình thấy không có đào miếng đào hết nha. Đó. Hay là họ làm như vậy để giống cái hình đào cắt miếng ấy. Đây này, họ làm hình như vậy thôi này. Đó. À, là nhìn như vậy là giống miếng đào này. Đây này. Đó. Chứ không có một miếng đào thật sự đâu nha. Họ ép hết ra cái vỏ rồi. Nhân mứt ở trong luôn nha. Đó, ăn cực kỳ ngon luôn á. Hai màu đều giống nhau y hệt nha. Cái lớp vỏ ngoài mềm, xốp. À, ăn cái chỗ sần sùi này. Cảm giác như là ăn cái vỏ ngoài của quả đào á. Họ làm cái vỏ ngoài nó sần sùi á. Đó, cái này cảm giác như là cái vỏ ngoài của đào này, xong đến cái gọi là cái ruột đào này, xong đến cái nhân ở trong, giống như là cái mứt ở trong này này, họ làm đúng kiểu như là
Sật 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 sật. Họ đưa mứt vô nha, họ làm rất là ngon và cầu kỳ đấy nha. Ăn rất là ok luôn nhá. Chào bạn đã yêu quý chỉ cho mình một món ăn rất là ok nha. Đi mua lại được ngàn khuyến mãi để tặng thêm 2 hộp sữa nữa, rất là ok nha. Chúc bạn thật nhiều sức khỏe, xem video mình thật vui nha. Ai muốn bình luận hay là review gì thì cứ bình luận cho mình biết nha. Xin chào mọi người trong video tiếp theo nha.